Hai người ha, mình thấy một người đang bị một vấn đề lỗi là cứ đang dùng thì V2Ray nó tự dưng tắt. Thì bây giờ mình hướng dẫn đi cái cách setup ha. Thì mọi người vào cài đặt, bất kể là app V2Ray hay là Class for Android đều như thế nha. Vào cài đặt, tìm phần ứng dụng, rồi ấn vào ứng dụng. Ví dụ như mình sử dụng V2Ray thì mình ấn vào mình tìm V2Ray ha. Xong sau đó hành vi ứng dụng thì nó đang chạy nè. Rồi ở cái phần từ khởi chạy nó sẽ tắt, nhưng mọi người bật nó lên nha. Cái phần tiết kiệm pin thì mọi người tắt nó đi để cho nó được quyền chạy dưới nền nữa. Có một số dòng máy rốt rồi thì nó có thêm là cấp quyền chạy dưới nền này kia các kiểu nữa, nhưng mà tạm thời là cái máy này mình chưa rốt ha, nên mình sẽ hướng dẫn như vậy thôi. Và phim thêm một phần nữa, ví dụ như lúc mọi người chơi game á, mọi người ấn vào cái tăng tốc game này nè, mọi người nhớ gắn thêm cái V2Ray vào, chứ không để trong lúc chơi game á, thì là nó ưu tiên cái tốc độ máy cho các app khác nhưng mà nó không ưu tiên cho V2Ray, trong khi V2Ray là cấp mạng cho thiết bị của mình nha. Thì ở cái phần turbo game này là nó có rất nhiều cái app khác nhau, thì mà nói chung tương tự là cái cách làm như vậy thôi, mỗi app nó sẽ có cách khác nhau. Cái tương tự này cũng vậy, thì ví dụ như cái app Audio Fit này đi, là nó một ứng dụng để chạy đi, thì mọi người ấn tự khởi chạy này. Vào phần nữa là tiết kiệm pin thì mọi người tắt nó luôn, không hạn chế luôn. Đó, mọi người chỉ cần setup như vậy thôi, làm V2Ray nó sẽ ổn định hơn rất là nhiều. Rồi, cảm ơn mọi người nha. Bên mình là web4g miễn phí.asia. Đây.